Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và ngày hôm nay em mến chúc sức khỏe đến đại gia đình thân yêu của mình. Và chúc cho mọi người luôn luôn làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha. Thì bữa hôm nay em có một cái đề tài muốn tâm sự về một cái câu chuyện có thật 100% luôn. Và một người chị dâu xinh đẹp ở nhà với một người em chồng lực lưỡng làm một điều không thể ngờ, nghe muốn rớt nước mắt luôn. Chị ơi em muốn, mà em muốn cái gì vậy trời? Thì em mến mời đại gia đình của mình cùng nghe cái lời trải lòng của em về câu chuyện của em với lại người em chồng của em ha. Thì đây là cái câu chuyện nó đã xảy ra rất là nhiều năm rồi, nhưng mà khi mà bồi hồi nhớ lại thì em không biết là bắt đầu từ đâu luôn, tại vì cái câu chuyện này nghe muốn rớt nước mắt luôn. Và chị ơi em muốn cái gì vậy trời? Thì bữa hôm nay em mến mời đại gia đình của mình cùng theo dõi cái lời chia sẻ tâm sự của em á. Thì đây là cái câu chuyện có thật và em chính là người chị dâu xinh đẹp trong câu chuyện này. Trời ơi, nghe nói xinh đẹp chắc là nhiều người người ta ói luôn á. Nhỏ này xấu thì gớm mà nó nói là nó đẹp. Thì xin phép cho em được tự tin khi mà chia sẻ về cái đề tài này ha. Mình phải tự tin mình đẹp, mình xinh thì mình mới dám nói. Chứ bây giờ mình lúc nào mình cũng tự ti, mình nghĩ là mình xấu, mình già thì sao mình dám nói chuyện. Cho nên là em mới bạo gan, em nói vậy. Mong đại gia đình của mình bỏ qua thứ lỗi cho em khi mà em tự tin nói là em là chị dâu xinh đẹp nha. Thì bữa hôm nay em xin nói về một người em chồng của em. Và cái điều gì đã xảy ra khi hai chị em ở nhà một mình. Chồng em thì đi công tác xa. Đó, thì cái câu chuyện này như thế này. Đó, là em đang kể về cái người em chồng cũ của em ha. Đó là nó như thế này. Và một người chị dâu và một người em chồng là một cái chuyện mà nó đã xảy ra rất là nhiều trong xã hội này rồi, chứ không phải là em mới đầu tiên em nói nha. Em nghĩ đây là những cái câu chuyện mà quý vị mọi người đã từng nghe, đó là những cái câu chuyện trên sách, trên báo, trên đài mà chưa từng bao giờ nghe được chính miệng nhân vật chính kể lại câu chuyện này. Và em chính là cái cô chị dâu xinh đẹp trong câu chuyện này. Và khi mà ở nhà với một cái người em chồng lực lớn như vậy thì sẽ xảy ra điều gì và cái chuyện gì sẽ xảy ra, cái kết ra làm sao mà muốn rớt nước mắt luôn. Thì em không làm mất thời gian của đại gia đình của mình nữa, mình vào cái chủ đề cái câu chuyện này luôn. Em mến mời đại gia đình của mình cùng theo dõi câu chuyện của em nha. Thì cách đây là lúc mà em 21 tuổi đó, em có lấy chồng và em lấy một cái người chồng người Việt kiều Bỉ, anh ta lớn hơn em đến 10 tuổi luôn. Nhưng mà em nghĩ rằng là tuổi tác nó không có quan trọng là em yêu cái người đó và người đó yêu em, thế là đủ rồi. Và khi em sang một cái đất nước xa lạ sinh sống á, thì cái niềm hạnh phúc của em rất là nhiều khi mà em được chung sống với người mình yêu. Nhưng cũng là cái nỗi bất hạnh của em khi em gặp một bà mẹ chồng rất là khó tính và rất là chua, chua lè, chua lét luôn. Nhưng mà em cũng gắng, em chấp nhận, em chịu đắng nuốt cay để em có thể sống với người mình yêu. Và những tưởng cái cuộc sống nó hạnh phúc êm đềm đến như vậy, nhưng một ngày thì em đã nhận ra chồng của em, anh ta, em có chồng cũng như không vậy. Tại sao em nói như vậy? Bởi vì khi trong cuộc sống này ai cũng muốn người mình yêu bên cạnh mình, nhưng anh chồng của em thì khi mà anh dẫn em qua đây đó, thì cái công việc của ảnh là làm sửa máy trong một cái công ty, cho nên là ảnh phải làm việc cực lực ban đêm. 9 giờ tối anh ta phải đi làm, trong khi đó người ta đang ngủ thì ảnh đi làm. Ảnh đi làm cho đến 6 giờ sáng ảnh mới về. Và trong một cái ban đêm như vậy thì em ngủ có mình em à. Và hỏi xem có người phụ nữ nào hạnh phúc với cái điều đó không. Mà đặc biệt một người phụ nữ cá tính như em đó, mà bây giờ phải chịu cái cảnh phòng không gối chiếc như vậy, thì em là một người phụ nữ rất là đáng thương. Và trong cuộc sống thì ông trời không phụ lòng người. Khi mà em sống trong một cái mái nhà như vậy, em may mắn có một người em chồng cũng có một gương mặt rất là điển trai. Cậu ấy thì năm nay 18 tuổi và rất là đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú và rất là ít nói. Và do là có mẹ ba là người Việt cho nên là anh ta nói tiếng Việt rất là chuẩn, mặc dù là có hơi lớ lớ, có nhiều từ biết nói, có nhiều từ không, nhưng đại khái anh ta giao tiếp rất là tốt. Và khi mà em ở chung với lại em chồng như vậy thì hàng ngày em chồng cũng phụ chị dâu là cũng như là nấu cơm, rồi con trai mà giỏi nha, phụ chị dâu nấu cơm nữa, rồi phụ Ngọc phơi đồ, giặt quần áo. Và đến một ngày đẹp trời thì bỗng nhiên là Ngọc bị bệnh, bị sốt. Không biết sao Ngọc nằm liệt giường, không có thể nào nấu cơm, nấu nướng nổi. Và cái người em chồng đó đã lặng lặng đi mua thuốc vào phòng chị dâu và đưa cho chị, nói là chị ơi chị uống thuốc đi, chứ để chị nằm vậy hoài rồi làm sao mà ai mà dạy nuôi nấu cơm để mà lo cho gia đình nữa. Là tại vì Ngọc qua đây làm dâu mà, làm dâu thì phải nấu cơm, giặt đồ cho mẹ chồng, em chồng, cho nên là mình là một người con dâu rất là hiếu thuận luôn.
Và không hiểu sao mà mẹ chồng không có thương mình được. Mình cũng rất là buồn vì đó, nhớ cha nhớ mẹ mà mẹ chồng thì không có thương yêu. Thành thử em cũng gắng em chịu đựng, miễn sao chồng mình thương là được rồi. Nhưng may mắn say có sự đồng cảm của em chồng, cho nên là cái điều đó làm cho em rất là hạnh phúc. Và đến một ngày nọ, mà không hiểu sao nữa, bữa hôm đó là coi như là em ở nhà có một mình thôi. Và chồng em thì đi công tác, kỳ này ảnh đi công tác một tháng mới về luôn. Và khi mà em ở đang ở trong nhà thì em đang ở sau bếp, em đang nấu cơm, không biết lặt rau hay gì đó, thì bất ngờ em chồng vào nhà. Và trong phòng, trong nhà lúc bây giờ chỉ có hai người, một người đàn ông là em chồng và một người phụ nữ là chị dâu là em. Và trong tình huống này thì em cũng thấy em chồng về nhà thì cũng bình thường như mọi ngày, nó cũng lấy nước nó uống, nó cũng ngồi xuống coi iPad nói chuyện với bạn bè nó vậy thôi. Nhưng mà ai dè bữa hôm nay em chồng chủ động đi xuống sau bếp gặp chị dâu, và em chồng để cái tay ra sau đít và nói là: "Chị ơi, em có điều này em muốn nói." Thì Ngọc mới quay qua nói: "Ủa, em đi học về hả? Mà bữa nay có gì mà bí ẩn mà nói chị, nói đi em." Thì em chồng mới nói rằng: "Chị ơi, bữa hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, em có cái này em muốn cho chị." Đó, thì đó là một cái điều bất ngờ mà em muốn dành cho chị. Thì mình cũng biết, ủa bữa nay là ngày lễ gì mà tự nhiên thằng này bữa nay nó cho mình quà. Thì mình cũng rất là cảm động, rất là vui. Ở xứ lạ quê người mà có người quan tâm đến mình thì còn gì bằng nữa. Thành thử ra Ngọc mới nói: "Vậy hả em, cảm ơn em nha." Thì em chồng mới nói: "Chị ơi, hay là chị nhắm mắt lại đi, rồi chị xòe bàn tay ra đi, rồi em sẽ đưa cho chị một cái này. Em nghĩ rằng nó rất là bí mật, em không thể nào nói cho chị biết được." Đó, thì bắt đầu là mình nghe em chồng kêu nhắm mắt lại, xòe bàn tay ra, thì mình cũng làm xòe bàn tay ra vậy nè. Thì người em chồng mới lấy cái đồ từ phía sau á, mới đặt lên bàn tay của mình. Thì khi mình mở mắt ra thì mình thấy đó là một cái gói quà màu đỏ, gói rất là đẹp, trên đó có một cái nơ màu vàng và ghi trên đó là dòng chữ: "Chị ơi, em muốn 3". Thì khi mà mình đọc cái dòng chữ này thì mình không ngờ là em chồng muốn, không biết muốn cái gì đây. Thì Ngọc mới nói là: "Ủa em muốn gì vậy, em nói chị nghe đi, chị cũng rất là tò mò muốn biết là em muốn gì." "Cảm ơn em vì cái món quà này." Thì người em chồng mới nói: "Chị cứ mở món quà ra rồi chị sẽ biết là em muốn cái gì, một hồi em sẽ nói chị nghe." Rồi bữa nay sao thằng này nó bí mật quá, nó bí ẩn quá. Thế là mình cũng rất là cảm ơn vì đã có một người tặng quà cho mình nhưng không biết là ngày gì. Thì người em chồng mới nói: "Happy birthday chị." Mình không ngờ là em chồng biết ngày sinh nhật của mình luôn. Tại vì từ hồi mình cưới chồng tới giờ á, là anh chồng của mình á, anh không bao giờ tặng quà sinh nhật cho mình. Ngộ lắm. Và tại sao hôm nay mình lại được chính tay người em chồng tặng quà cho mình. Cho nên là mình rất là cảm ơn, mình thầm giống như là mình vui sướng trong lòng mình lắm, mình vui lắm. Và khi mà mình ở đây lại có một cái phong tục rất là lạ các bạn ơi, là mọi người biết không, là khi mà mình nhận được món quà của ai đó đó, là mình phải mở cái món quà đó ra trước mặt cái người đó để mình mở xem cái surprise của mình, cái ngạc nhiên, cái vui sướng của mình khi mình nhận cái món quà đó nó thể hiện như thế nào, để cho cái người tặng quà của mình họ cảm thấy là họ vui, khi mà họ thấy mình vui thì họ cũng vui theo. Và để mình giống như là sống ở xứ người, mình phải làm theo phong tục tập quán của người ta. Thành thử là khi mà mở quà thì Việt Nam mình thường thường hay tặng quà là vô phòng mà trốn góc rồi đó, rồi mở rồi cười hí hí à. Nhưng mà ở đây thì mình phải mở ra cho cái người đối phương, người ta thấy, cái người tặng quà mình ta thấy để người ta vui. Thì em mới mở ra. Thì em mở ra thì em không ngờ luôn. Trời ơi, coi công nhận em chồng tâm, em trai chồng tâm lý ghê. Nó chưa có vợ mà nó tặng cho em nguyên cái đầm ngủ màu đỏ 2 giây. Rồi bên cạnh đó là một chai nước hoa Dior của Pháp. Em cảm động muốn rơi nước mắt luôn. Và em nói rằng: "Trời, cảm ơn em nha, chị rất là thích hiệu nước hoa này. Trời ơi, hiệu nước hoa này mắc tiền lắm á, chị nghĩ là chị không dám nhận luôn, tại vì em chưa có việc làm mà em mua về tốn kém quá." Thì người em chồng mới nói: "Không, dạ đây là cái tình cảm mà em muốn dành cho chị. Em thấy chị vất vả nấu cơm nấu nước lo cho gia đình, mà chồng thì cứ đi vắng hoài à, cho nên là em muốn thay mặt anh trai làm những cái điều mà anh trai chưa làm cho chị đó. Em chỉ nghĩ là chị vui là em vui rồi." Trời ơi, một cái người con trai mới lớn mà ăn nói khéo léo như vậy đó. Thì người em trai mới nói tiếp: "Chị có biết dùng chữ em ghi trên đó là 'chị ơi em muốn' có nghĩa là gì không chị?" Thì Ngọc cũng thắc mắc nha. Trời ơi, tự nhiên nó ghi là 'chị ơi em muốn' hả? Không biết nó muốn gì. Thì Ngọc mới nói: "Ủa em muốn là em muốn gì vậy? Em có thể nói chị nghe được không?" Thì chị rất là cảm ơn cái món quà này, chị vui lắm, chị vui lắm. Và từ đó đến giờ chị chưa bao giờ nhận được cái món quà nào của anh trai em mà tặng cho chị một cái món quà mà giá trị như vậy á. Cho nên là chị cảm ơn rơi nước mắt luôn,
lúc đó là mình khóc thiệt luôn nha mọi người. Và khi đó thì cái anh này á, ảnh cái thằng em trai của chồng mình á, mới nói là chị ơi, em muốn là coi như là em muốn đem lại cái hạnh phúc cho chị, chứ chồng chị không có đem đến hạnh phúc cho chị nè, ảnh đi vắng hoài à, cho nên là em rất là muốn đem lại hạnh phúc cho chị có đồng ý không? Thì đứng trước một cái lời đề nghị, một cái câu nói như vậy thì mình nghĩ là trời ơi, bây giờ á là coi như là có một sự ngộ nhận sai lầm lớn ở đây. Mình là chị dâu mà mình đâu có thể nào mà đồng ý cái điều được. Tại vì cái người đứng đối diện mình là em chồng, dù anh ta có tốt cách mấy cũng là một người em chồng. Mình không thể nào mà mình có thể là làm những điều này được, sợ chồng mình buồn lắm. Cho nên là với lại anh ta là người ơn mà, người ta anh ta lãnh mình qua tới đây mà, mình đâu có thể nào mình ăn cháo đá bát được. Với lại vợ chồng mình đâu có thể nào phản bội chồng mình để làm một cái điều như vậy được. Thì đó là Hoàng Ngọc mới nói là không được đâu em ơi, chắc có lẽ là em đang ngộ nhận. Chị là chị dâu của em mà em là em chồng, thì giữa chúng ta là có một khoảng cách không thể nào mà có thể đi xa hơn được, em thông cảm. Món quà này chị sẽ nhận, nhưng cái tình cảm của em thì chị không dám nhận, bởi vì em là một người rất là đẹp trai, rất là lịch sự, rất là quan tâm đến mọi người. Thế thì em xứng đáng có được những cái cô gái ở ngoài kia rất là đẹp, rất là xinh hơn chị rất là nhiều. Chị vừa già mà vừa xấu, nó đâu có đẹp đâu, thì chị không có xứng với em đâu em ha. Đó, thì người em trai buồn rơi nước mắt khóc và anh ta lặng lẽ bước đi, không nói một lời luôn. Thì đó là một cái câu chuyện mà em nhớ mãi cho đến bây giờ. Cho dù mà em có ly dị với chồng em thì cái người em trai đó vẫn đến nhà, vẫn thăm cháu, vẫn rất là lo cho cháu, thương cháu lắm. Nhưng mà mình cũng như là đời mà, trời không cho ai tất cả, trời cho mình này, trời lấy đi cái kia, trời cho mình được cái tình cảm của em chồng nhưng lại không cho mình tình cảm của má chồng. Nhưng mà em rất là vui và hạnh phúc vì em đã có mấy đứa con của em. Đó, thì mẹ con thì sống với nhau trong căn nhà vậy thôi. Đó, buồn buồn lên kể chuyện, tám chuyện với đại gia đình của mình cho vui thôi. Chứ em là hiện giờ em không có chồng nha. Thì cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của em. Mến chúc sức khỏe đến mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.